Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Quốc hội và Chính phủ tiếp tục nắn gần nhau. Chiếm đoạt tranh giành chuyển giao đã đặc thù trong trò chơi đại hội 13 với các âm mưu và thủ đoạn khốc liệt cho các cuộc thiết chế thang bậc khác nhau chỉ gây tò mò kích thích thoáng qua với dân chúng. Ai thắng mặc kệ điều nhân dân lo lắng nhất đất nước sẽ đi về đâu sau cuộc tranh giành quyền lực. Đại hội đảng chỉ còn vài tháng nữa là sẽ diễn ra, dường như có một âm mưu nào đó nhằm hất Nguyễn Thị Kim Ngân ra khỏi chính trường. Bằng chứng là trên mạng vài tháng này xuất hiện danh sách của ứng cử viên Bộ Chính trị khóa tới cùng với các nhân vật được chọn vào tứ trụ mà không có tên của Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong khi chính phủ có tới hai người trở thành ứng viên cho chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng khóa tới, lần lượt đó là CLMV Nguyễn Xuân Phúc và Trương Hòa Bình. Vậy là bằng mọi giá bà chủ tê quốc hội phải ra tay. Sau khi quốc hội giáo diết vào cuộc vụ Hồ Duy Hải xảy ra tại tỉnh Long An, quê nhà của Trương Hòa Bình và vụ mua máy thử cúm tàu với giá cắt cổ ở Quảng Nam, quê nhà của Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc, Mới đây quốc hội lại có một động thái nắn gần chính phủ một cách công khai Cụ thể là báo chí trong nước đưa tin vào ngày 16 tháng 7 tại hội nghị triển khai nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật pháp lệnh các tháng cuối năm 2020 và năm 2021. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, người chủ trì phiên họp trách cứ về việc Bộ Nội vụ chỉ cử mỗi phó vụ trưởng pháp chế Vũ Đức Thuận đi họp. Ông nói Tôi rất tiếc và buồn. Đây là một hội nghị giữa chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai nghị quyết của Quốc hội, thông báo lịch trình đã được gửi từ trước. Bộ trưởng có thể bận dự cuộc họp đó nhưng Thứ trưởng rất nhiều tại sao vắng? Ai cũng biết là Bộ Nội vụ là nơi đề xuất các chức danh cán bộ cấp cao của chính phủ, do vậy Quốc hội xem xét chính phủ tiến cử chức vụ cho những ai thì phải làm việc với bộ này biết được vấn đề trên nền bộ trưởng và các thứ trưởng của bộ nội vụ đã trốn biệt cuộc họp của quốc hội để né tránh những câu hỏi khó cùng với những bí mật trong chuyện đề bạt nhân sự trong chính phủ khóa tới. Có lẽ đoán được đòn tấn công của phe quốc hội vào chính phủ của mình, thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc cũng ra đòn không kém sắc sảo. Đó là những cuộc cũng như các cuộc họp giữa quốc hội và chính phủ Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã yêu cầu Quốc hội đưa vào chương trình hai luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ Bộ. Do Tô Lâm có chân trong bộ chính trị lại là người đứng đầu Bộ Công an nơi nắm rõ các vấn đề về nhân, về thân nhân, tài chính của từng thành viên chủ chốt của Quốc hội, nên đương nhiên ai cũng phải nể ông ta. Hơn nữa, ông ta yêu cầu quốc hội đưa vào chương trình thảo luận luật có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Cho nên quốc hội đương nhiên không thể phớt lờ mà sẽ phải tuân theo một cách ngoan ngoãn. Như vậy là quốc hội của bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã nắn gần chính phủ của ông Phúc trong một cuộc họp trên. Còn chính phủ của CLMV Nguyễn Xuân Phúc cũng phản đòn khá hiệu quả. Sự việc khiến cho phe quốc hội và phe chính phủ sẽ phải tiếp tục tìm ra những chiêu trò mới trong thời gian trước khi diễn ra đại hội đảng nhằm tìm kiếm lợi thế cho phe nhóm của mình. Thưa quý vị và các bạn, sau khi trên mạng xã hội lan truyền bản danh sách ứng cử viên tứ trụ và thành viên của bộ chính trị khóa mới mà không có tên của mình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân rõ ràng yếu thế và nguy cơ rất đài trở nên là có thật. Theo bản danh sách đó, Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc được chọn là ứng viên sáng giá cho chức Chủ tịch nước. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình được chọn làm Thủ tướng và chức vụ Tổng Bí thư được sắp xếp cho ông Thường vụ Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận Trung ương được ấn định cho ghế Chủ tịch Quốc hội. Đau hơn nữa là Nguyễn Thị Kim Ngân thậm chí còn không có mặt trong bản danh sách 19 ủy viên Bộ Chính trị khóa tới. Trong khi từ nay cho đến đại hội đảng 13 chỉ còn ít tháng nữa, và nếu không tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này, chắc chắn Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ về hưu. Trong khi Ngân vẫn còn trẻ và khỏe hơn rất nhiều so với đám Trọng, Phúc, Vượng, Bình và Mai. Bởi vậy, trong thời gian qua, người ta đã được chứng kiến sự vào cuộc khá quyết liệt của Quốc hội trong vụ việc Hồ Duy Hải xảy ra tại tỉnh Long An quê quán của Trường Hòa Bình và Đường Nhuệ ở Thái Bình bán quán của ông Trần Quốc Vượng. Thậm chí Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo còn cắt cử hẳn ủy viên ban tư pháp của Quốc hội giám sát hai vụ việc này. Mặc dù Ngân cũng thừa hiểu rằng nếu động đến Trần Quốc Vượng là động đến đáng tới cấp trên, vì thế vụ Hồ Duy Hải có vẻ vừa là miếng và vì dù sao Quốc hội của chính phủ cũng là cấp tương đương Điều này giải thích tại sao Quốc hội trong kỳ họp thứ 9 lần này tập trung vào vụ Hồ Duy Hải. Để nâng cao vị thế của mình và để Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không quên mình, Quốc hội còn bầu hẳn Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Nhiệm vụ chính không gì khác là để giám sát xem chính phủ đang tiến hành bầu cử những ai và sẵn sàng thọc mũi vào các vấn đề nhân sự của chính phủ mà theo dự kiến của Phúc Bình đều đã trúng cử trong tứ trụ tới. Không chỉ vậy, Quốc hội còn chủ trương giảm số lượng đại biểu Quốc hội và là thành viên chính phủ khóa tới nhằm giảm vai trò của chính phủ trong Quốc hội và quan trọng hơn là Quốc hội sẽ coi chính phủ như đối tượng để xem, để đem ra, điều tra và giám sát. Trước như động thái quyết liệt của Quốc hội do Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo, Nguyễn Xuân Phúc cùng bậu sậu chính phủ cũng phải trơn. Bằng chứng là khi kỳ họp Quốc hội thứ 9 đang diễn ra ngày 8 tháng 6, chính phủ của Vờ Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra một hành động khiến cho dư luận bất ngờ. Đó là tổ chức lễ duyệt đội kỵ binh lần đầu tiên và diễn ra trước tòa nhà Quốc hội và nhân vật chính của buổi lễ là Nguyễn Thị Kim Ngân. Còn Nguyễn Xuân Phúc đóng vai trò giới thiệu màn duyệt binh cho nhân vật chính động thái của Nguyễn Xuân Phúc vừa răn đe quần chúng nhân dân và để thể hiện sự tôn trọng quyền năng của bà Ngân. Tuy nhiên, bà Ngân cũng thừa hiểu là đánh rắn là phải đánh cho dập đầu, cho nên vụ án Hồ Duy Hải liên quan trực tiếp đến Nguyễn Hòa Bình và liên quan gián tiếp đến thành viên chính phủ của CLMV Nguyễn Xuân Phúc sẽ được Quốc hội của bà Ngân đào tới và đào bới một cách sâu hơn, tích cực hơn trong thời gian tới. Mục đích cuối cùng có lẽ cũng là việc Nguyễn Thị Kim Ngân muốn ngồi vào ghế chủ tịch nước khóa tới, chứ không phải là cờ lờ bờ, mờ vờ mờ Nguyễn Xuân Phúc. Theo chiều ngược lại, do Quốc hội đang họp mổ xẻ và chất vấn các thành viên chính phủ về các vấn đề Phúc dùng kế hoãn binh và nhường bước. Một khi kỳ họp Quốc hội chấm dứt các thành viên chính phủ không phải đăng đàn chất vấn trước Quốc hội, nữa thì chưa biết chừng Phúc sẽ không còn xuống nước như bây giờ nữa đâu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ việc 9 người đi nhờ chuyên cơ đã gây xôn xao dư luận một thời gian qua nhưng danh tính của họ tới nay vẫn chưa được công khai. Vụ việc chỉ được dư luận Việt Nam biết đến sau khi MBC một đài truyền hình của Hàn Quốc hôm 23 tháng 9 năm 2019 đưa tin rằng có 9 người trong đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam bỏ trốn tại nước này hồi tháng 12 năm 2018. Theo đó, đoàn Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu mang theo 162 người, trong đó 20 bộ trưởng và thứ trưởng đi riêng một chuyên cơ của Vietnam Airlines để tham dự diễn đàn đầu tư và thương mại Việt Nam-Hàn Quốc. Theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nam Hàn là ông Moon Hee Sang Nhưng sau 4 ngày làm việc tại đây theo lịch trình Trong đoàn trở về Việt Nam không có tên, 9 người cùng 7 Sau đó ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam nói với báo chí trong nước rằng Những người này chỉ đi nhờ Việc chọn doanh nghiệp nào đi ăn ở ra sao tại Hàn Quốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam chịu trách nhiệm chín bộ này đã đề nghị cho đoàn doanh nghiệp đi nhờ chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội theo lời của ông Phúc. Những người bỏ trốn không thuộc đoàn ngoại giao của Quốc hội Việt Nam và không có visa ngoại giao vẫn theo lời của ông Hạnh Phúc. Tuy nhiên, ông Hạnh Phúc không công bố danh tính của 9 người nêu trên. Trong khi đó, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng thì nói với báo chí trong nước rằng đây là sự việc đáng tiếc dù rằng Bộ đã, đã chọn lọc rất kỹ những người được tham dự. Theo truyền thông Việt Nam, khi chuyên cơ chở bà Ngân chuẩn bị cất cánh thì phái đoàn phát hiện thiếu 9 người nhưng không thể chờ đợi. Phía Hàn Quốc thì cho hay 3 người đã bị trục xuất nhưng 6 người vẫn đang còn ở lại Hàn Quốc về việc giải pháp để tránh các sự việc tương tự trong tương lai, ông hạnh phúc nói rằng sẽ không cho đi nhờ truyền cờ nữa. Văn phòng Quốc hội Việt Nam đã đề nghị Bộ Công an phối hợp với bên liên quan của Hàn Quốc tìm trục xuất những người đang bỏ trốn về Việt Nam, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, không phải tự nhiên mà cuối năm ngoái vụ 9 người đi nhờ chuyên cơ của bà chủ tịch quốc hội lại bị phanh phui. Công luận Việt Nam ngày 25 tháng 9 càng dậy sóng dữ dội hơn sau khi Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời báo chí rằng 9 người bỏ trốn tại Hàn Quốc trong chuyến công du công tác của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ là những người đi nhờ. 9 người này không thuộc thành phần đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam mà thuộc đoàn của diễn đàn đề nghị đi nhờ chuyên cơ kia. Báo Thành niên dẫn lời Tổng Thư ký Quốc hội trả lời báo giới ngày 25 tháng 9 về vụ việc vượt biên bằng chuyên cơ của các thành viên trong đoàn tháp tùng chuyến công du của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Hàn Quốc vào cuối năm ngoái. Theo người phát ngôn Quốc hội, những người bỏ trốn không thuộc thành phần đoàn ngoại giao Quốc hội Việt Nam và không được cấp visa ngoại giao nữ doanh nhân Lê Hoài Anh người từng có kinh nghiệm tháp tùng Thủ tướng Phan Văn Khải trong một chuyến công tác sang Nhật, nói với phóng viên rằng bà buồn cười về câu trả lời coi thường dư luận của quan chức Cộng sản Việt Nam. Đó là chuyên cơ chứ có phải là tàu chợ đâu mà nói thế. Nếu là chuyên cơ thì từng người một đều mang danh nghĩa là thành phần của đoàn Việt Nam sang Hàn Quốc. Tôi nghe như thế thì rất buồn cười không thể nào nói như vậy được, rất coi thường dư luận. Mặc dù đã xảy ra từ tháng 12 năm 2018, nhưng thông tin về vụ việc trốn của các thành viên trong phái đoàn công tác Việt Nam chỉ được công chúng biết đến sau khi báo chí Hàn Quốc hôm 23 tháng 9 loan tin cho biết hai trong số 9 người bỏ trốn đã bị trục xuất khỏi nước này và 7 người còn lại vẫn đang mất tích vụ vượt biên bằng chuyên cơ của nguyên thủ đã khiến cho công luận việt nam đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh những chuyến đi công tác tiêu tốn hàng tiền thuế của người dân của các quan chức việt nam theo duyên doanh nhân lê hoài anh việc tháp tùng các nguyên thủ đi công tác nước ngoài là một cơ hội tốt trong công việc kinh doanh nhờ không khí thân mật trong chuyến chuyên cơ giữa các thành viên cũng như điều kiện thuận lợi để làm việc tại quốc gia điểm đến tuy nhiên các doanh nhân muốn đăng ký đi tháp tùng nguyên thủ phải là những gương mặt nổi bật trong lĩnh vực thương mại liên quan đến quốc gia điểm đến và họ phải đóng tiền mua vé máy bay như đi máy bay thương mại với vụ bỏ trốn đang gây chấn động dư luận tổng thư ký quốc hội nguyễn Hạnh phúc Hôm 25 tháng 9 năm 2019 nói rằng phía Quốc hội không biết thông tin gì về những chi phí mà chín người bỏ trốn đã đóng góp cho chuyến đi. Toàn bộ sinh hoạt đi lại ăn ở khách sạn chúng tôi không biết vì điều do bộ kế hoạch và đầu tư lo. Ông Phúc nói và cho biết thêm rằng sau khi làm việc tại Hàn Quốc thì những người tháp tùng chủ tịch Quốc hội lại đi nhờ về. Sau lời giải thích của ông Phúc, nhiều ý kiến trên mạng xã hội không những không bị thuyết phục mà còn tỏ ra nghi ngờ về việc có hay không một đường dây vượt biên qua đường chuyên cơ và đâu là động cơ thực sự của những người bỏ trốn. Điều chúng tôi thắc mắc là ban tổ chức chuyến đi này đã thu được bao nhiêu tiền. Mấy đồng chí ấy đầu có đi phi miễn phí được mà tại sao tới khi Hàn Quốc phát giác mình mới tỏ tè tài khoản Facebook tên Nguyễn Võ Anh Tường viết. Trong khi đó, nhà báo Huy Đức, một trong những bài đăng trên Facebook liên quan đến vụ việc lại đặt câu hỏi về những chuyến chuyên cơ mà theo ông chỉ riêng tiền thuê sân đỗ đã là một con số khổng lồ với ngân sách của Việt Nam. Tại sao bà Ngân và những người trong bộ tứ lại dùng hẳn một chuyên cơ cho các chuyến công du khi những người thực sự đi làm việc cùng họ có khi không đủ để xếp một khoang hạng nhất. Nhà báo Huy Đức viết, đồng thời dẫn chứng nhiều trường hợp nguyên thủ các quốc gia G7 cũng thường dùng máy bay thương mại để đi công tác, thậm chí là máy bay giá rẻ như Thủ tướng Lý Hiền Long của Singapore. Thưa quý vị và các bạn, sau những cú đáp trả của Nguyễn Xuân Phúc, đối với Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Thị Kim Ngân đáp trả lại thì đó chỉ là những mánh khóe hạ thấp uy tín của nhau để tranh giành những chiếc ghế quyền lực cao nhất sắp diễn ra tại Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được dự kiến diễn ra vào tháng riêng năm 2021 tới đây. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi